nha. Hôm nay số phụ tùng xe máy của quán mình mới sắp tay về được vài cái bình xăng con, hàng cực độc cực hiếm trên thị trường. Thì trước màn hình em đang nhìn thấy đây là cái sản phẩm, đó là bình xăng con Chanel 125, hàng zin chính hãng Honda Thái Lan, mới 100% chưa sử dụng, full box luôn ha. Thì giá cho cái bình xăng con Chanel hàng zin chính hãng mới tin này chưa sử dụng này em bán là 2,2 triệu một bình ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em qua cái số điện thoại là 0933 996 332, shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng. Rồi bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Bình này rất là rộng nha, hầu như là bình zin mới là không có hàng đâu, nhưng mà em có mua được vài bình bên Thái về, giá là 2,2 triệu bình đó. Bao anh em hãy thợ test ha, đúng hàng zin chính hãng, bình xăng con siêu Chanel 125 full box mới 100% luôn, 2,2 triệu một bình. Em nói cái bình này mà nếu anh em trong một khoảng thời gian có khi nó có tiền mình mua cũng không được luôn á, chứ không phải là mình nói có tiền là mình mua được ha. Đó, rất là độc, hiếm, không phải là có tiền là mua được nha anh em. Rồi, 2,2 triệu cho cái bình xăng con Phi Chanel hàng zin chính hãng Honda Thái Lan, tập hợp luôn. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332, số phụ tùng xe máy Quốc Thắng.